hay hòa thượng có công việc, xin dạy thế hòa thượng xíu. Này chúng ta học bài số 2 ha, ở trang số 54 quý vị. Quý vị học được những cái câu hỏi này là giúp cho chúng ta có cái kiến thức về Phật học rất là tốt. Ở đây chưa mình đất nước Sri Lanka bình thường ở bên đó bình thường là mấy người mà ta đi thai xong rồi đó, người ta mới đăng ký vô học ở cái lớp của mấy Phật học ở trong trường đó. Học gần như là cái ở đất nước Sri Lanka người ta có cái hướng là giống như là thích học nhiều hơn. Còn chúng ta gần như chúng ta học qua người Việt chúng ta khoảng 30-40 cái rồi chúng ta thôi đi làm ăn không muốn học nữa. Chứ còn đúng là đất nước Sri Lanka là học nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài mà liên quan tới cái chuyện mà sau khi chết. Ở đây chúng ta đang học coi thử sau khi chết là chúng ta đi về đâu ha. Chuẩn bị trước chứ. Để coi thử ông Nam Tiên ông trình bày coi thử biết coi thử ngon lành mới chết nha. Còn thấy ông trình bày không ngon không có chết. Thì chúng ta đọc hết rồi chúng ta phân tích nè. Vua hỏi người ta sau khi chết đi rồi những gì sẽ sanh trở lại ở đời sau. Chỉ ha. Nam Tiên đáp là danh và thân sanh trở lại ở đời sau. Thì ở đây cái vị ý cái chỗ mà ghi chú ở dưới giải thích hai cái từ danh và sắc á, danh và thân á. Danh là tên gọi, ở đây được hiểu là những khái niệm liên quan đến một cá nhân. Còn thân á, hai cái mà nó gọi là sanh trở lại, một là danh, hai là thân. Thân là thân thể, ở đây được hiểu là những sắc chất tạo thành đời sống. Vì vậy danh và thân chính là biểu hiện cho sự hiện hữu của một cá nhân về vật chất lẫn tinh thần. Có nghĩa là sau khi chúng ta chết rồi chúng ta tái sinh lại làm con người, cũng có thân này, cũng có tinh thần này, đúng không? Hay là một cái con người khác, một cái thể xác khác, một cái tinh thần khác. Thì chúng ta sẽ nghe Nam Tiên trình bày. Vua hỏi có phải là danh và thân của đời này sanh trở lại chăng? Có nghĩa là đời này chúng ta xấu quắc à, đời sau chúng ta tái sinh là cũng xấu quắc vậy đúng chưa? À, để ý ha. Na Di Đà không phải, không phải danh, cũng không phải thân của đời này sanh trở lại, nhưng do nơi danh và thân của đời này tạo tác các việc thiện ác, nên đời sau mới có danh và thân theo đó sinh ra. Cốt lõi nguyên cái bài kinh nằm ngay chỗ đây. Ý ha. Nó cái thân này sau khi chết là cái thân này và cái tâm này tái sinh lại. Cũng không phải. Mà nó chính nó cũng không trúng, mà nó không phải nó cũng trúng. Thì giống như đạo Phật nói chúng ta phải vậy đó. Nhưng mà lại nó cái việc phân tích rồi thì mới thấy. Vua hỏi những như nói rằng danh và thân của đời này làm các việc thiện của các đời sau danh và thân ấy chẳng sinh ra, vậy người có làm những điều cực ác cuối cùng cũng có thể được thoát khỏi, không phải chịu lấy những điều khổ hay là hay sao? Có nghĩa là đang lý luận cái chuyện làm thiện làm ác có thay đổi gì không? Nam Tiên đáp như người đời nay làm việc thiện sau khi sanh ra nữa cũng nói là được thoát khỏi sao? Người tạo tác các việc thiện ác trong không ngừng nghỉ, vậy nên không thể thoát được nghiệp quả. Thì nguyên cái chủ ý của cái bài kinh này, ngay cái ý đầu tiên mà nãy này xin nói đó, không phải ngày Nam Tiên trình bày đó, không phải danh
cũng không phải thân của đời này sanh trở lại, là một ý ha. Một ý thứ hai này đó là không nhưng cho nơi danh và thân của đời này tạo tác. Chính của cái bài kinh đã nằm ở đó, còn mấy cái này là lý luận thôi. Thì ở đây Ngài đưa ra cho chúng ta năm cái ví dụ để cho chúng ta hiểu được cái ý, cái nội dung ở trên. Thứ nhất đó, Ngài đưa cái ví dụ đầu tiên này: ví như có người hái trộm quả xoài của người khác, người chủ bắt được giải đến trước vua khiếu nại rằng người này hái trộm xoài của tôi. Người hái trộm xoài liền nói: tôi không có hái trộm xoài của ông. Ông này ngày trước chỉ có trồng cây xoài con, vốn không có trồng quả xoài. Quý vị thấy lý luận chưa? Nay tôi tự tay hái được quả xoài, sao gọi là trộm? Tôi không có hái xoài của ông ta nên không có tội. Na tiên hỏi vua: này đại vương, hai người tranh nhau như thế, ai đúng ai sai? Vua đáp: người trồng cây xoài con là đúng, kẻ trộm kia không có lý, tất phải chịu buộc tội. Na tiên hỏi: kẻ trộm vì sao có tội? Vua đáp: sở dĩ nói kẻ ấy có tội vì là vì nhân có người trồng cây xoài con ngày xưa mới thành cây cao lớn và có quả như ngày nay. Thì đây nó giải thích cái ý mà hồi nãy đó sư nói đó, nó là cái đằng sau chúng ta có mặt á, có phải do cái thân này, do cái tâm này nó kéo y chang bao nhiêu bây giờ để đằng sau có như vậy không? Thì chắc chắn đâu phải, đúng không? Cái cơ thể này mà sau khi chết nó trả về cho gì? Có nghĩa là tứ đại hay là thất đại, nó không có mang gì theo cả. Mà gọi là cái tâm á, thì chúng ta nó có thể là có. Là ý nói là cái Phật tánh của mọi người á, sau này chúng ta đủ cái nhân duyên rồi á, thì cái Phật tánh nó kết hợp với cái gì? Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến. Sáu cái này nó hình thành ra một chúng sanh mới, thì rõ ràng nó không lôi kéo một cái cơ thể hiện tại của chúng ta, rồi nó đi tới đời sau nó lấy cái cơ thể đó. Nhưng mà đó là một ý ha, nhưng mà nó là không thể không phải những cái tứ đại đó cũng đúng. Quý vị thấy giống như qua phải nhưng mà rất hợp lý nha, rõ ràng. Thất đại theo đại thừa có nghĩa là chúng ta gọi là thất đại địa, một chúng sanh có mặt các là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Mà địa, thủy, hỏa, phong, không là nó thuộc vật chất, còn kiến và thức là nó thuộc tinh thần. Mà theo bên năm truyền á, gọi là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành là nó thuộc cái gì? Vật chất. Thức là nó thuộc tinh thần, hoặc là tứ đại. Mà tứ đại đây có nghĩa là nói chung thôi, thì có nghĩa là sau khi mà chúng ta chết có nghĩa là thất đại hay tứ đại trả về với vũ trụ. Thì từ cái mà sau khi mà chúng ta đủ cái nhân duyên rồi á, nó kết hợp với cái tội phước, nó hình thành chúng sanh mới đó, thì cũng từ cái thất đại đó mà thôi. Nó không phải cái y chang cũ nha. Cái cơ thể này nó lấy y chang bao nhiêu khí đất, bao nhiêu là oxy hồi xưa chúng ta xài như thế nào, bây giờ nó hình thành chúng sanh mới. Nhưng mà nó trả về với vũ trụ này, rồi tự động chúng sanh mới thì tự động trong vũ trụ này nó kết hợp với cái tội phước, nó hình thành chúng sanh mới. Khó nghe đâu, khó hiểu đúng không? Có nghĩa là ở cái điểm này chúng ta để ý này, không phải con người chúng ta hiện tại là thân và tâm đúng không? Sau khi chúng ta chết rồi chúng ta tái sinh lại, không phải chúng ta đem y chang cái thân và cái tâm này chúng ta tái sinh đời khác.
mà nó ngoài sau khi chúng ta tái sinh đời khác đó, không liên quan tới cái thân và cái tâm này cũng không đúng, đúng không? Thì rõ ràng mà đất nước lửa gió thì nó giống nhau thôi mà, trả về cho đất nước lửa gió thì chúng ta hình thành chúng sanh nói cũng có nhiêu điều kiện đó thôi. Thì đây lý luận giống như cái ông này nè, ông lý luận có nghĩa là ông có cây xoài đúng không? Cái ví dụ đầu tiên á là ông trồng cây xoài, mà cái người ta hái xoài á là nói rằng là ta hái trái xoài thôi, mà cái ông kia lúc ông trồng là đâu phải trồng trái xoài, trồng cây xoài. Nhưng mà bây giờ nó ổng có lỗi cũng được, tại vì phải có từ cái cây xoài con của ổng trồng nó mới liên kết nó ra được cái trái xoài. Nếu mà ổng không trồng cái cây xoài thì làm gì có cái trái xoài để ông này hái. Thì cái lỗi là cái ông mà hái đó không thể nói là tôi không có lỗi. Thì nó là cái này nó lý luận giống như là nó là chúng ta có mặt trên đời sau á, đừng nói rằng là chúng ta không có liên quan tới trong đời này. Dựa trên cái tinh thần và thể xác được chưa? Một ví dụ ha, cái vị đọc năm cái ví dụ này cái vị sẽ dễ hiểu hơn này. Ở đây ngài đã tiên đưa tới năm cái ví dụ là cái ví dụ đầu tiên là cây xoài, trái xoài. Cái ví dụ thứ hai này, ví như có người gặt trộm lúa của người khác, chủ ruộng bắt được nói rằng ông gặt trộm lửa lúa của tôi. Thì quý vị thấy cái người mà khi mà ta trồng lúa đó, ta trồng bằng cái gì? Mạ, đúng không? Ta rải mạ xuống. Mà bây giờ cái ông này ông tới là ông cắt là cắt cái gì? Cắt hạt lúa. Thì ông lý luận bắt, ông lý luận ông nói hồi xưa ông trồng, ông xả xuống xả mạ mà. Bây giờ tôi thấy lúa đâu có liên quan gì đâu. Thì cũng y chang như vậy. Có nghĩa là đừng có nói rằng đời sau chúng ta có mặt trên cuộc đời này nó không liên quan tới trong kiếp này nha. Bây giờ chúng ta có những cái hình ảnh, những cái thân thể đẹp, xấu, cao, phước báo hay như đó, đây là cái thành quả, cái kết quả do trong đời quá khứ chúng ta gieo tạo. Chứ không đừng có nói là những cái này là nó tự nhiên nha. Cái đạo Phật rất là hay, có nghĩa là bây giờ cái việc có những cụ mà lớn tuổi mà sức khỏe rất là tốt, ít bệnh hoạn. Cái này không phải là ngoài cái chuyện mà ăn uống chăm sóc tốt, mà nó phải nói là do có phước báo trong nhiều đời gieo tạo. Thì rõ ràng cái người thấy cái thân thể của bà cụ trong đời này nó có mặt, không phải là không liên quan tới đời kiếp trước. Cái nhân quả trong đời kiếp trước rõ ràng nó có sự liên kết. Hay là bây giờ cái việc thấy có những người mà có thân thể tốt như Hoa Hậu hay những người mà đẹp như kia nọ, đâu phải tự nhiên nó có. Nó tới cái vật chất, cái này Đức Phật nói là cũng cái do có phước báo trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo những cái phước đức như thế nào đó. Bây giờ chúng ta có được một cái thân tương tốt, rõ ràng là từ vật chất cho đến tinh thần, bây giờ chúng ta có mặt trên cuộc đời này nó có cái sự liên kết trong quá khứ, được chưa? Thì cái ý nguyên cái bài kinh là cái ý để ý như vậy đó. Chúng ta đọc thêm cái ví dụ đó. Người ấy nói tôi không có trộm lúa của ông. Ông gieo mạ xuống ruộng, tôi tự cắt lúa mà lấy, làm sao gọi là trộm? Hai bên tranh cãi nhau cùng đưa đến chỗ vua, tranh bạc trình bày lại sự việc. Như vậy ai đúng ai sai? Vua đáp: người đã gieo mạ là đúng, người gặt lúa là không đúng. Giống như là chúng ta nói là có mặt trên cuộc đời này đó mà không có liên quan tới đời sau, đời trước đó, là cái người đó sai.
mà cái người mà nói bây giờ tôi có cái thân thể tốt, chúng tôi có cái phước báo như vậy đó, là nó có liên quan tới đời kiếp trước, thì người đó nói đúng nha. Thì quý vị nhớ Đức Phật chúng ta nó có ba cái thân, mà ở đây mỗi chúng ta cũng có ba cái thân đó. Một đó là ứng thân. Ứng thân có nghĩa là mọi người sanh ra đời rồi có cái hình dáng giống con người nhưng mà nó có khác nhau. Ứng thân có nghĩa là hiện ra đời, giống như thái tử Tất Đạt Đa sanh ra làm thái tử, rồi sau đó đi tu này kia nào, rồi chúng ta sanh ra rồi làm ăn này kia nào, đó gọi là ứng thân. Một cái mà nó khác nhau giữa các chúng sanh đó là báo thân. Cái này nó khác nhau là tùy vào các phước đức của mỗi người gieo tạo trong quá khứ. Thì cái này nó liên quan, nó giống như cái bài kinh này, cái báo thân này nó khác nhau. Giống như cái trí tuệ của Đức Phật á, không ai có bằng được hết. Cái đó là cái báo thân, do trong nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật tu tập gieo tạo nó mới có được cái trí tuệ đó. Bây giờ ai cũng muốn có trí tuệ đó mà có được không? Trên cuộc đời này gần như ai cũng muốn là chúng ta làm tổng thống không chứ, rồi ai cũng muốn chúng ta là kỹ sư hay là bác học không chứ, mà được không? Cái báo thân nó cũng có trong tiền đời tiền kiếp, chúng ta không có cái gieo tạo cái nhân đó thì bây giờ chúng ta sẵn có. Thêm cái ý đó cái vị nha. Một cái ví dụ thứ ba cái vị nè, ngài đã thêm đưa cho thêm cho chúng ta một cái ví dụ nữa nè. Ví như ngày đông giá rét, có người nhóm lửa trong nhà để sưởi ấm, người ấy là để lửa như vậy mà bỏ đi, dần dần lửa bén ra vách nhà làm cháy nhà, lây lan đến các nhà gần đó, chủ nhà bị hại bắt người ấy đưa đến chủ vua tao rằng: người này nhóm lửa làm cháy nhà tôi. Người ấy nói: tôi chỉ nhóm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm mà thôi, tôi không có đốt nhà. Chúng mình thấy lý luận cũng, nếu mà bình thường chúng ta thấy nó trúng. Na tiên hỏi vua: như vậy ai trúng ai sai? Vua đáp: người nhóm lửa ấy là sai, vì chính do lửa ấy mà sanh ra đám lửa. Na tiên nói: việc sanh ra của con người cũng giống như vậy, đời này với danh và thân này tạo tác các việc thiện ác, tùy theo đó mà thọ sanh ở đời sau, tạo các việc thiện ác trong đời này là có vậy. Cái vị ý lấy một cái ví dụ cũng chứng minh, cũng lý luận cho chúng ta thấy á, là mọi con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này nó có sự liên kết trong quá khứ hết. Đừng cái có nghĩa là đừng cái cầu mong hay là ước muốn ngoài cái quy luật nhân quả. Chúng ta muốn có phước hay là chúng ta muốn có một cái trí tuệ gì hết mà chúng ta không hề gieo một cái nhân nào trong quá khứ cả, mà giờ chúng ta ngồi đây để cầu nguyện dân sinh là thua rồi, nó không có sự liên kết. Rõ ràng là những cái mà chúng ta có mặt, nó ví dụ đây các thân hay là thể xác ở đây hiện tại có mặt ở đây, là nó có sự liên kết trong quá khứ, đó là cái quy luật nhân quả ha. Chúng ta thêm một cái ví dụ của ngài Na Tiên đưa đó này: ví như có người đang đem đốt đuốc cắm trên tường để soi sáng mảng cơm, đuốc cháy rơi tàn, bắn lửa ra vách rồi nhiều, rồi thiêu cháy cả người ấy, lại lan ra cháy cả thành lớn, nhân dân trong thành cùng đến hỏi người ấy rằng: vì sao ông đốt lửa thiêu cháy cả thành này? Người ấy nói: tôi chỉ đốt lên một cây đuốc nhỏ để chiếu sáng khi ăn cơm, ngọn lửa lớn thiêu đốt cả thành này không phải lửa của tôi. Quý vị thấy lý luận
Cứ như vậy, đôi bên tranh cãi lẫn nhau, cùng lôi kéo đến trước vua trình bày mọi việc. Đại đức Na Tiên hỏi vua rằng, như chuyện này ai đúng ai sai? Vua đáp, người đốt lửa không đúng. Na Tiên hỏi, làm sao biết? Vua đáp, vì chính là do nơi lửa của người ấy sinh ra đám cháy. Người ăn cơm xong không chịu dập tắt lửa để cho lửa ấy lan ra làm cháy cả thành. Na Tiên nói, việc sinh ra của con người cũng giống như vậy. Đời này với danh và thân này tạo tác các việc thiện ác, tùy theo đó mà họ sanh ở đời sau tạo các việc thiện ác trong đời này và gốc vậy. Thì chúng ta nhiều hầu chúng ta là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin hay là cái nhận thức về cái quy luật nhân quả, thì gần như chúng ta nó không có chắc chắn. Mọi thứ giống như là bây giờ chúng ta làm một cái gì mà nó muốn nó thành công hết, hay là bản thân chúng ta là chúng ta không thấy rằng là cái việc những cái mà chúng ta có mặt hay là vật chất hay là cơ thể chúng ta là chúng ta không nghĩ rằng cái đó là do trong quá khứ chúng ta gieo tạo, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái này nó có được là do quá trình ngoài cái quy luật nhân quả. Có nghĩa là chúng ta tìm mọi cách bằng mọi cái phương tiện nào đó chạy ra khỏi quy luật nhân quả để chúng ta hình thành là nó. Nên cái quy luật nhân quả mà xin thưa quý vị đó, gần như chúng ta để ý chứ quy luật nhân quả là cái quy luật chung của vũ trụ. Khi mà chúng ta có cái nhận thức mà có quy luật nhân quả mà chắc như vậy đó, giống như là đời này chúng ta có mặt những cái gì đó thì do cái nhân trong quá khứ đó, nó chắc nó tin một cách tuyệt đối như vậy đó, thì chắc chắn cái việc sẽ không bao giờ dám làm những điều tội lỗi. Tại vì chúng ta sợ rõ ràng, chúng ta tin tuyệt đối quy luật nhân quả mà những việc làm bây giờ là nó sẽ liên kết, nó sẽ kéo tới đầu sau. Mà khi trong đầu chúng ta có cái nhận thức tuyệt đối về quy luật nhân quả thì có ai dám làm những cái hành động đó không? Tại vì chúng ta mơ mơ hồ hồ tin quy luật nhân quả, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cái điều tội lỗi đó có thể là trót lọt, có thể là đời sau chúng ta không bị. Giống như cái câu cái liên quan tới đời sau có mang cái thân này không này. Cái vị cái gì xin nó thưa quý vị, cái giáo lý quý vị giống như là tứ diệu đế này kia nọ quý vị hiểu bao nhiêu sao cần thiết, nhưng mà xin thưa quý vị cái quy luật nhân quả là quý vị phải tin tuyệt đối. Ở đây không phải tin mù tin quáng, mà chi để chúng ta đừng tạo những ác nghiệp, dù là những cái hành động, những việc làm, lời nói đó không ai thấy, không ai nghe, hay là chúng ta tạo làm ở trong bóng tối đi nữa. Chúng ta phải có một cái nhận thức về quy luật nhân quả một cách tuyệt đối như vậy thì chúng ta mới hạn chế và chúng ta không dám làm. Chứ còn một cái vị nghĩ mơ mơ hồ hồ á, là cái vị nghĩ rằng là làm như vậy đó không trước mặt Phật là cái vị sẽ rất là càng phiêu khi mà cái vị làm điều phước hay là điều thiện hay là điều tội. Còn bây giờ cái vị tin tiền đó có quy luật nhân quả, những cái gì mà chúng ta làm bây giờ là đời sau không có cách nào mà trót lọt, không có nào mà mất một miếng nào cả. Thì bây giờ đứng trước cái việc thiện trước mặt Phật, trước mặt tăng ni, hay là chúng ta làm một cái việc thiện nào nó
rất là trong bóng tối. Nhưng mà chúng ta có nào chúng ta nghĩ đây là cái quy luật nhân quả, nó sẽ đền đáp cho đời sau của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ mạnh dạn làm tất cả điều thiện này. Gần như chúng ta để ý mà chúng ta làm những điều thiện, và đa số chúng ta để ý là trước những người ai thấy chúng ta mới làm. Hay là chúng ta bố thí cúng dường phải có tăng ni thấy ta là trước mặt Phật mới được. Đó có nghĩa là chúng ta tin vào quy luật nhân quả, không có tiền đấu được. Nhưng mà trong cái vũ trụ này, cái quy luật nhân quả là cái quy luật chung của vũ trụ nha, không có dành riêng cho bất cứ một cái con người nào cả, mà đạo Phật này. Mà rõ ràng khi bị thấy những cái biểu hiện của quy luật nhân quả trên cái xã hội này, nó rất là dễ nhận thấy. Giống như bây giờ cái đàn xanh đàn đỏ, đó là cái quy luật nhân quả. Đàn xanh là quy luật nhân quả chạy, cái nhân tốt chạy không có chuyện gì hết. Tất cái đàn đỏ là cái nhân xấu, nếu mà làm là chuyện gì xảy ra, là bảo đảm là quy luật bắt ngay lập tức. Đó là những cái biểu hiện của quy luật nhân quả. Hoặc là chúng ta gọi là, bây giờ quý vị thử coi, cái nói là giết người quá, rõ ràng là đánh tiền ra chúng ta. Bất cứ một cái hành động nào trên cái cuộc đời này, cái quy luật nhân quả nó tuy là nó không có ghi chép thành sách, nhưng mà nó không hề sai sót một chút nào đâu. Quý vị thấy trong cái cuộc đời của Đức Phật, quý vị thấy đó, có một cái vị mà tỳ kheo trong cái giáo đoàn của Đức Phật ấy, mà có những cái phước, có nhiều hậu có phước hơn của Đức Phật, có nghĩa là đi khất thực chinh ăn, mà có những lúc mà Đức Phật không có mà ông nào có. Thì mới hỏi tại sao vậy? Thì nói cái ông này do Đức Phật nói là trong tiền đời tiền kiếp ông nó làm cái công đức mà nó quá nhiều. Thì cho chúng ta thấy là cái quy luật nhân quả. Chứ mình để ý cái này, cái gì chúng thưa được cái vị đó, là cái gì chứ cái quy luật nhân quả là phải có cái niềm tin. Không phải là tin càng tin bướng. Nó có giá trị lắm. Nếu mà quý vị nào mà ở gần chùa, hay là quý vị làm những điều lành thiện phước, là quý vị có cái nhận thức và tuyệt đối quy luật nhân quả. Gần như quý vị muốn phát triển về cái hướng thiện á, làm phước á, là quý vị nỗ lực tuyệt đối. Tại vì mình biết mình làm cái đó là mình hưởng chắc chắn trong đời sau. Không có lo. Khi mà có cái quy luật, có hiểu cách tuyệt đối như vậy thì... Còn khi mà chúng ta lỡ làm những cái điều tội rồi á, có cái niềm tin, cái quy luật nhân quả tuyệt đối rồi vậy thì sao? Cũng đừng có mong chót lọt. Mà cái người mà hiểu quy luật nhân quả rồi á, khi mà lỡ làm tạo ba cái nghiệp từ thân, từ khẩu, từ ý rồi á, ngồi đó chờ đợi đi rồi chúng ta sẽ hưởng cái quả sau. Nếu là những người mà tin vào quy luật nhân quả tuyệt đối, tại vì chúng ta đã lỡ tạo cái nhân là xấu rồi thì đừng mong thoát lọt. Quý vị phải có một cái niềm tin tuyệt đối vào cái quy luật nhân quả. Mà rõ ràng là cái này là cái bài kinh mà cho chúng ta thấy là nó nói về cái sự, một á, là cái quy luật nhân quả, thứ hai nữa nó nói về cái ý, thứ hai nữa là cái nhân duyên. Mà quý vị thấy trong cái giáo lý nhà Phật, một cái định luật nhân duyên trong kinh hình như Bảo Tích đó, thì Đức Phật nói là cái nhân duyên á,
nó có bao nhiêu cái nhân duyên nó hình thành nó được. Còn khi mà nói tới kinh mà Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật nó dùng cái từ trùng trùng nhân duyên. Hai cái này cái bị để ý ha, cái bị nghiên cứu sau nó mới thấy nó hay cái từ nhân duyên này, trùng trùng nhân duyên. Cái này khi mà chúng ta liên kết ngoài xã hội chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ cái bị co thử trong cái xã hội này có cái gì mà tự nó hình thành nên một hai cái nhân duyên không? Không thể được. Mà đã đọc câu giáo lý tuyệt vời. Bây giờ ví dụ như xin mở ra một cái tiệm bánh mì, sẽ bán bánh mì mà sẽ tìm một cách, sẽ chỉ liên hệ là cái bà làm bánh mì thôi, đâu có được. Sẽ phải liên hệ cái bà bán chả, bán thịt, rồi bán nước tương, bán ấy đủ thứ đúng không? Một ổ bánh mì xong mà quý vị thấy liệt kê được bao nhiêu cái nhân duyên chưa? Bây giờ ổ bánh mì không á, quý vị muốn có được ổ bánh mì thì sao? Bột. Mà cái gì cái bột đó không làm từ đâu? À, bây giờ muốn có cái bột đó là phải có công lao công. Bây giờ muốn có cái ông lao công này là phải có cha mẹ ông lao công. Rồi có ông cha mẹ có ông lao công, có ông cha thì có ông nội ông cố. Cái vị tìm làm sao mà ra hết? Thì ở đây có nghĩa là hồi nãy chúng ta phân tích có nghĩa là trong kinh giống như Bảo Tích đó, nó là cái nhân duyên, là một cái gọi là cái lý lịch trích ngang thôi, ngắn gọn thôi. Còn trong kinh Lăng Nghiêm á mới trình bày có nghĩa là nhân duyên trùng trùng, giống như cái ổ bánh mì hồi nãy mình nói là ổ bánh mì này chỉ cần bột, rồi chỉ cần nước tương, cái cần chả là đủ rồi. Nhưng mà phân tích ra làm sao mà thấy được rõ ràng là trùng trùng nhân duyên. Mọi thứ trên đời này nếu mà chúng ta học được cái này đó, không thể ai đánh đổ ai được không. Bây giờ mà nói cái ổ bánh mì không đó, nó không có liên quan tới cái gọi là cái công ty sản xuất máy bay đi, mà thấy rõ ràng hai cái này gần như không có liên quan đúng không? Nhưng mà đâu có được. Trong cái tổ sản xuất máy bay có người ăn bánh mì không? Nó có sự liên kết nhau đi rõ ràng. Không thể nói là tôi mở cái công ty này là tôi tàn sát công ty khác. Mà nếu mà chúng ta học cái quy luật nhân duyên này đó, là chúng ta có một công ty hay là chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta phải liên kết với gần như mọi vật mọi thứ trên đời này. Giống như cái bông này thử coi, chứ vì thế chỉ có cái bông này thôi đó ha, mà gần như trong vũ trụ này có cái gì thì nằm trong bông này. Bông này có lửa không? Có à? Không có lửa là nó hư mất tiêu rồi đó. Nó phải có độ ấm nó mới giữ được cái bông tươi như thế này. Trong này có ánh sáng mặt trời không? Phải có chứ. Nếu mà không có là mình đem cái bông này vô trong bóng tối mình trồng á, nó ra được cái bông này không? Không. Mình nhìn cho thấy được trong này có cái anh tỳ phu anh đang đổ nước trong đó. Rồi thấy cả dòng họ tỳ phu nằm trong đó luôn. Gần như chúng ta thấy được gần như trong cái bông không đó, gọi là trùng trùng nhân duyên nó nằm trong đó. Đất, nước, lửa, gió, gần như cái vũ trụ này nó nằm trong cái bông. Mình học như vậy có phải là cái đạo Phật giống như là nó nói chuyện trên trời không? Không, không phải nè. Chúng ta lý luận rồi chúng ta phân tích rõ ràng, làm ăn ở ngoài không rồi chúng ta thấy có cái sự trùng trùng nhân duyên với nhau, có sự liên kết với nhau. Nên cái người mà học đạo mà đúng nghĩa ra đó là trong cái xã hội này đó, gần như là nương với nhau, tương cận với nhau để phát triển, chứ không thể tàn sát với nhau được. Anh tàn sát người kia có nghĩa là đồng tàn sát anh ấy.
giống như ở Việt Nam chúng ta, ta thấy là cái người mà nấu phở đồ đập rồi cho mà tưởng là con cháu mà nó ăn đó, cho người khác ăn, rồi bà khác thì bà nấu món phở nó đập hơn nữa, bà cứ nghĩ là con không ăn nhưng bà khác, con của bà khác lại ăn. Nó có sự, có nghĩa là trong cái vũ trụ này cái quy luật gọi là nhân duyên này, để chi học cái này, cái học nhân duyên nhà Phật để nghe cho vui hả? Không phải đâu, chỉ bị nhớ ngay là tức Đức Phật nói là mọi vật đều gọi là trùng nhân duyên tạo thành, thì chuyện gì xảy ra? Vô thường, khổ vô ngã, kéo nghèo người ngay lập tức. Một cái gì nó được tạo thành được từ nhiều cái nguyên cái nhân á, thì nó không có cố định, nó không có, có nghĩa là trụ bất sanh bất diệt được. Học cái này để làm gì? Để mà đứng trước mọi vật trên cuộc đời này, gần như chúng ta khổ đau ở mọi thứ trên cuộc đời này thay đổi không, mà chúng ta không học được cái từ mà trùng trùng nhân duyên nó tạo thành. Quý vị nhớ học ngay, có nghĩa là mọi vật trên đời này không có một cái vật nào mà chỉ có một nhân duyên tạo, mà nó phải trùng trùng nhân duyên tạo thành. Mà trùng trùng nhân duyên tạo thành thì nó kéo ngay lập tức vô thường, có nghĩa là thay đổi, khổ vô ngã bất tịnh nha. Cái này chỉ là cái việc nghe nó đúng như thường, nhưng mà gần như chúng ta khổ đau thì có nhiều. Cái việc coi là coi cái việc khổ là lý do tại sao vậy? Chúng ta không thấy được một cái vật nó được hình thành từ trùng trùng nhân duyên là một, rồi chúng ta không chấp nhận nó là trùng trùng nhân duyên thì nó sẽ không có bị tan biến. Mà rõ ràng trên cuộc đời này có cái gì mà nó không thay đổi không? Chỉ có bao nhiêu thôi. Chúng ta học đạo là biết dần cái quy luật của một vật nó được hình thành, rồi cái khi mà được hình thành rồi ấy, thì cái quy luật nó sẽ hủy hoại như thế nào, sống đúng cái quy luật của nó, tự tại trước cái quy luật vận hành của nó là được cái gì? An lạc, gọi là niết bàn vậy thôi. Rõ ràng ha, Đức Phật ông là cái người sáng tác ra là chúng sanh hữu tình là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Nhớ nha, ông là cái người có nghĩa là khoa học, là cái người mà mình gọi là tác giả đó, thấy được chứ. Nhưng mà cái này nó có trước khi Đức Phật có mặt nha, đó là cái quy luật chung. Mà khi ngay ông ra đời ông thấy cái đó ông nói lên thôi, chứ còn cái này nó có trước khi ổng và sau khi ổng, cái quy luật sanh già bệnh chết ai cũng có. Nhưng mà nhớ, ổng là cái người mà là tác giả, nhưng mà ổng không có nghĩa là chạy ra khỏi cái đó, nó khác chỗ này. Nhưng mà có cái là ổng tự tại trước cái đó, đứng trước cái sanh già bệnh chết mà Đức Phật không hề đau khổ. Còn chúng ta thì sao? Đứng trước cái sanh già bệnh chết là chúng ta không chấp nhận, có nghĩa là chúng ta không chấp nhận là một chúng sanh hữu tình là sanh già bệnh chết, cái chúng sanh hữu tình là chỉ dành cho hàng xóm thôi, bản thân chúng ta không có quyền, gia đình chúng ta không có quyền sanh già bệnh chết. Nhưng mà nó có tha cái vị không? Thấy chưa? Nó hay, nó là nghiên cứu kinh điển Đức Phật xong nói những cái chân lý của cuộc đời không đó chứ. Mà mình gọi là bán nghi bán ngờ, lúc là tỉnh, lúc là mê, lúc là tỉnh, lúc mê. Lúc có thiền định, có tư duy á, thì mà thấy rõ ràng ổng nói đúng. Nhưng mà gặp chuyện gia đình của mình, cái mình cũng khóc như mọi người. Có nghĩa là mình không chấp nhận quy luật của ổng. Nên Đức Phật có nghĩa là tự tại trước sanh tử,
Có nghĩa là ông giống như ông theo cái chu trình của dòng nước chảy, ông tắm mà ông rất là an lạc. Còn chúng ta tắm á, cái dòng nước nó chảy xuống mà chúng ta cứ bơi ngược không. Chúng ta tắm một thời gian mà nó không an lạc lúc nào mà nó mệt cực kỳ. Đức Phật đứng trước cái sanh già bệnh chết, có nghĩa là tắm theo cái chu trình của sanh già bệnh chết. Nên có cái giai đoạn mà khi mà A Nan mà về cái tuổi già của Đức Phật á, cái A Nan mới bắt cái chân của Đức Phật, nói hồi còn trẻ chân của Đức Phật thì sen này kia nó cứng này kia nọ, bây giờ thì già cái chân là nó mềm này kia nọ. Đức Phật rầy A Nan, sao A Nan nói vậy? Thì tuổi già ai nó cũng vậy, quý vị thấy không? Rõ ràng là Đức Phật tự tại trước từng bước một. Mà cái sai lầm của chúng ta đó là do chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chết là nó hết, nên chúng ta cứ quằn quại không chịu cho nó chết. Chứ chúng ta hiểu Đức Phật nó rõ ràng chẳng qua là chúng ta có mặt trên cuộc đời là một giai đoạn thôi, còn chúng ta còn nhiều cái giai đoạn để nối lại nữa. Có ai mà khi mà chúng ta có cái áo cũ rồi mà bây giờ ta nói thôi bỏ cái áo cũ đi cho áo mới, chúng ta không cần không? Vậy đó mà chúng ta đi kiểu đó, tuổi già mà không chịu cho nó chết, giữ cái áo cũ lại đó. Nó thưa quý vị đó, nên ai mà học đạo á mà gọi là nó mà sợ chết á là thua rồi đấy. Học đạo mà nghe nó còn sợ chết là thua rồi đấy. Có nghĩa là chúng ta không hiểu gì về Phật cả. Nên có những cái kinh này bác Niết Bàn, có những cái ý mà sẽ nói là phải có tư duy thiền định, móc nó ra mới được. Chứ mình nhớ khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, có những vị mà khóc lăn khóc, khóc khóc gào khóc thét á, coi chừng cái ý đó nó không đúng. Là tại sao? Đi đối với những người mới tu á thì ý này đúng, còn những vị a la hán, những vị đệ tử đích thực Đức Phật thì không thể dùng cái từ này được. Mấy vị đó đã theo Đức Phật bao nhiêu năm rồi, Đức Phật đã dạy cái giáo lý là anh đã tu tập thiền định tư duy, anh nhìn anh thấy rồi, mà vậy đứng trước cái sự chết của Đức Phật mà anh hoàn vậy cái đó là thua rồi. Từ hồi giờ dạy tu cái gì, thấy chưa? Nên nó trong kinh điển có những cái kinh điển phải cần cái sự, có nghĩa là kiểm chứng, chứ không khéo là những cái ý đó nó rất là đơn giản nhưng mà nó làm hư cả kinh điển. Đức Phật là cái người mà sáng tác ra cái dạy cho anh biết là cái cuộc đời rồi ai cũng sanh cũng già cũng chết, đã theo Đức Phật bao nhiêu năm tu tập thiền định tư duy, anh thấy cái này đứng trước cái sự ra đi của Đức Phật, anh phải bình tĩnh chứ. Vậy đó mà theo Đức Phật bao năm chứng quả này quả kia mà lại đứng trước khi Đức Phật ra đi khác khóc lan khóc lóc như mọi người, vậy thì Đức Phật dạy cái gì? Thấy chưa? Nó có nhiều cái ý trong kinh mà nó là phải có nghĩa là cái những vị tăng ni là phải có quá trình đọc xong rồi phải kiểm chứng lại còn. Chứ thì thấy nó rất là đơn giản nhưng rất là nguy hiểm. Vậy thì chẳng qua dạy Đức Phật dạy sanh già bệnh chết vô thường nghe cho chơi vui thôi, dạy tu y chang như mọi người, theo Đức Phật bao nhiêu người bây giờ người chết cũng y chang người mà đời. Nó đơn giản như vậy. Nên quý vị để ý trong cái nền giáo lý nhà Phật á, nó có nhiều cái lắm, nó còn nhiều cái mà nó không có xa lạ gì hết á. Quý vị nhớ là khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn đó là khoảng
thế kỷ thứ 6 Đức Phật có mặt trên cuộc đời, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên nha. Có nghĩa là sau khi ông chúa ông ra đời á, người ta lấy ra chỗ đó zero. Những cái gì mà xảy ra trước chúa đó người ta gọi là trước công nguyên. Những cái gì mà xảy ra sau chúa Giêsu á người ta gọi là sau công nguyên. Thì nhớ Đức Phật chúng ta có mặt trên cuộc đời này trước chúa Giêsu là khoảng 624 năm. Thì quý vị nhớ trong cái lúc này kinh điển chưa được ghi bằng chữ. Theo khoa học á, là đến khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên á thì mới được ghi trên gọi là lá bối. Thì quý vị nghĩ từ khoảng 600-500 năm như vậy truyền miệng với nhau, có nghĩa là các vị giống như ngày Anan thuộc lòng rồi truyền cho các vị, rồi truyền hết đời này tới đời kia, gần 500 năm như vậy. Thì nó có sự sai sót đó tất nhiên mà. Có những cái giáo lý của bên ngoài đó nó đi vào bên trong. Nên cần có cái sự, có nghĩa là cái người tăng ni nghiên cứu kinh điển có cái sự kiểm chứng, kiểm tra lại. Nó có nhiều cái ý này, giống như chưa nói cái biển cũng lặng rồi đó, là giống như là tổ kinh Kim Cang á, là được coi có nghĩa là tại sao cái bộ kinh Kim Cang của lục tổ có nghĩa là gọi là kinh, là tại vì cái ý trong đó nó y chang kinh, không thể nó khác được. Bao giờ cái đó được viết do Đức Phật nói á thì mới gọi là kinh nha. Còn cái bài kinh Kim Cang là do tổ sáng tác Pháp Bảo Đà thì mới gọi là kinh. Tại sao mới dùng cái từ đó? Nhưng mà cái nội dung kinh điển quá tuyệt vời. Nhưng mà nó có một cái ý đó mà chúng ta cần để ý, là một cái ý lịch sử trong đó, có nghĩa là khi mà tổ mà đến cái vùng gọi là Triết Giang á, xin cái người thí chủ á một cái mảnh đất nhỏ bằng cái tập cụ vậy đó, có nghĩa là cái chỗ ngồi của chư tăng á, cái miếng vải để ngồi lên á, nó khoảng suy nghĩ chắc khoảng 6 tấc nha thầy. Cái người thí chủ nó được, nếu mà xin cái miếng đất mà vừa bằng cái tập cụ để làm cái tháp tu được, thì ông tổ ông dùng cái ấy, ông mới quăng cái tập cụ lên trên không á, quăng càng cao lên tới mặt trời càng nhiều quá ha, thì ở dưới mặt đất này đó nó bị cái tập cụ nó che càng lớn, đúng không? Nó gần hết cái tỉnh Triết Giang. Chỉ bị thấy nếu mà bình thường là chúng ta không kiểm chứng á, chúng ta thấy nó hay. Nhưng mà quý vị nghĩ thôi, một vị tổ, người Phật tử chúng ta là Phật dạy mà đừng có tham đừng này đi lại, mà không có tham đi lại. Vậy đó mà nó vẫn còn tồn tại ở trong cái kinh điển. Những cái này càng phải bỏ ra, càng phải kiểm chứng, càng phải bỏ ra. Nên từ cái ý đó, thưa quý vị, là kinh điển là cần phải qua quá trình nghe xong phải tư duy, phải kiểm tra lại. Thì chúng ta thấy nó hợp, nó hay thì chúng ta mới đem áp dụng. Chứ không phải là Đức Phật nói là nghe xong rồi đi về nghe ái nha. Đức Phật không có chấp nhận cái chuyện đó. Thì hôm nay cái bài này quý vị ý ha, nó có hai cái điểm. Một đó là nhân quả, quy luật nhân quả. Phải tin vào quy luật nhân quả tuyệt đối. Những cái gì bây giờ chúng ta có mặt trên cuộc đời này hiện tại đây là cái nhân trong quá khứ chúng ta gieo tạo, là một ý. Ý thứ hai nữa là những cái vật, những cái mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này là điều do nhân duyên, mà trùng nhân duyên. Như hồi nãy giờ phân tích đó ha, chưa để ý hay trong cái bài là nó có hai cái ý kinh đó, chưa để ý. Hôm nay mình dừng ở đây cái gì.
nguyện đem